Thưa quý vị, nếu như khái niệm fintech công nghệ tài chính đã trở nên quen thuộc với nhiều người, thì insurtech công nghệ bảo hiểm vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Hiểu đơn giản, đây là một thuật ngữ dùng để chỉ xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành bảo hiểm. Và theo các chuyên gia, thì insurtech sẽ là một cái xu thế mới làm thay đổi toàn bộ ngành bảo hiểm trong tương lai. Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt tất nhiên là không thể đứng ngoài xu thế này, và bước đi đầu tiên của họ để đón đầu insurtech chính là bảo hiểm trực tuyến. Chỉ một ít phút tìm hiểu và một vài cú click chuột, bạn trẻ này đã có thể mua gói bảo hiểm du lịch cho chuyến đi sắp tới của mình hoàn toàn online, thay vì trước đây phải tìm đến nhân viên tư vấn. Tôi cảm thấy mua bảo hiểm trực tuyến rất là tiện, nhất là tiết kiệm thời gian cho bản thân, thứ hai là mình có nhiều thời gian hơn để có thể tìm hiểu được các quyền lợi của mình ở trên mạng. Không chỉ bảo hiểm du lịch, nhiều sản phẩm khác cũng đã được các doanh nghiệp bảo hiểm bán qua kênh trực tuyến. Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, một trong những lợi ích lớn nhất của bảo hiểm trực tuyến là giúp cả bên bán và bên mua tiết kiệm chi phí. Ở đây doanh nghiệp và khách hàng sẽ là liên kết, gắn kết trực tiếp. Và như vậy thì đầu tiên là chúng ta giữa doanh nghiệp và khách hàng sẽ bớt một khâu trung gian. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cho khách hàng cũng như cho doanh nghiệp. Các công ty bảo hiểm nói chung và với Mic nói riêng sẽ phải đi trước để đón đầu, sẵn sàng đầu tư để đưa ra một cái công nghệ tốt đáp ứng được theo đúng cái nhu cầu. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, mặc dù hiện tại doanh thu từ kênh trực tuyến trong tổng doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn chiếm tỷ trọng chưa cao, tuy nhiên tiềm năng của thị trường là rất lớn. Hiện tại theo cái thống kê của Hiệp hội Internet thì đang có tới 64 triệu người Việt Nam sử dụng qua cái mạng Internet, đồng thời cái tăng trưởng đối với những sản phẩm tiêu dùng cá nhân trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ thì cũng tăng gần 20%. Bên cạnh đó, với dự báo Việt Nam sẽ cán mốc 33 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 2020 của Ngân hàng Thế giới, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các chuyên gia cho rằng bảo hiểm trực tuyến và insurtech sẽ là hướng đi đúng đắn, tiếp cận được hiệu quả với thị trường tiêu dùng kiểu mới này.